Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, bên Facebook của Phong không phát livestream được, đành phát lại trên YouTube mà thôi. Cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả bên Facebook. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, thì chính thức Joe Biden tuyên bố là đã đồng ý ra tranh luận với ông Trump ngay sau khi mà có Cuộc thăm dò mới nhất của Signal cho thấy rằng là khối cử tri da đen đã bỏ rơi Joe Biden và ông ta lật đật phải đồng ý trong lúc mà gọi là đảng Dân Chủ đang chảy máu cử tri, tức là cử tri bỏ đi hết. Vậy do đó, ông ta không còn chọn lựa nào khác là phải chấp nhận, đồng ý để mà à, tranh luận với ông Trump để có thể hy vọng đẩy cái phiếu ông Trump trở lại. Và cái ngày đầu tiên mà được chọn lại là ngày 27 tây tháng 6. Thông thường thì các cái cuộc tranh luận diễn ra từ tháng 9 cho tới tháng uh, tháng 10 là từ tháng 8 tháng 9 tháng 10 là ba cái tháng đó là ba cái tháng mà sẽ có ba cuộc tranh luận quý vị theo các cái uh, cuộc tranh luận tổng thống được xem là cái uh, cái mà người ta coi trên truyền hình nhiều nhất. Đây là cái cuộc tranh luận truyền thống. Và quý vị, à, nó đặc biệt chỗ này thì uh, năm nay thì cho bên đồng ý với điều kiện là không để cho cái tổ chức gọi là phi đảng phái tức là nên partition commission đứng ra tổ chức. Đây là một cái tổ chức đã có à, từ sau các cái cuộc tranh luận trước đây, thì họ lập ra một cái quỹ ban, nó gọi là cái commission à, về à, non partition, tức là tức à, phi đảng phái để mà chọn ra coi à, đài nào sẽ được chọn làm cái à, nơi phát hành đầu tiên, rồi thứ hai là đài nào được phát hành lần thứ hai, đài nào được phát hành lần thứ ba, và họ sẽ chọn những người host, tức là những người à, moderate, tức là những người điều khiển. Thì quý vị, đây là cái cuộc tranh luận được xem là được đông đảo người xem nhất trên tất cả các chương trình truyền hình toàn quốc. Kể cả giải Super Bowl cũng không có đông người coi bằng cái uh, cuộc tranh luận tổng thống. Nó là một trong những cái truyền thống rồi. Thì quý vị, năm 2020 thì ba lần tranh luận chỉ còn hai lần. Và lần cuối cùng thì tại vì đúng lúc cái lần đó ông Trump bị dính Covid cho nên là phải hủy bỏ. Ông không có ra tranh luận được. Tuy nhiên thì lần này cả ông Trump lẫn Joe Biden đều đồng ý là sẽ tranh luận và trước khi Joe Biden lên tiếng thì ông Trump cũng đã nói là ông không tin vào cái quỹ ban gọi là phi đảng phái hầu như mà ông Trump nói rằng do đảng dân chủ kiểm soát cho nên là ông không tin tuy nhiên lần này thì ông nói sẵn sàng bất cứ nơi nào bất cứ ở đâu bất cứ khi nào và ai tổ chức ông không keo tới luôn thì quý vị, bây giờ Joe Biden đồng ý. Tuy nhiên lời đồng ý của Joe Biden được đưa ra ngay sau khi mà một cái cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là khối cử tri da đen đã rời khỏi Joe Biden và đảng dân chủ. Chúng ta bước qua cái uh, phần đầu tiên là tin tức trước đi. Rồi sau đó tôi sẽ đi vào phân tích xem kỳ này tranh luận sẽ như thế nào quý vị. Signal Poll cho thấy là những cử tri da đen đã rời khỏi Biden và Đảng dân chủ. Ông Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ đang mất dần sự ủng hộ của cử tri người da đen theo cuộc thăm dò mới nhất của 39 cái uh, địa hạt được xem là có cuộc tranh ca uh, chạy đua khá gay gắt trong cái vị trí ở quốc hội. Cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện ở 20 tiểu bang bởi Signal cho thấy là các cử tri da đen À, cho rằng đảng dân chủ đã quá nghiêng về thành phần cực tả và không có chú ý tới những lo ngại của họ đảng dân chủ đang gặp trở, trở ngại với cộng đồng người Mỹ gốc da đen à, đặc biệt là số lượng của những người này nói rằng đảng dân chủ đã có hành động cực đoan hơn đảng cộng hòa gia tăng 20 phần trăm từ tháng 3. theo signal cái người mà phó chủ tịch của cái uh, cuộc thăm dò này uh, có tên gọi là polling brock uh, McCleary đã nói với tờ washington examiner À, Joe Biden tương tự bị bị vấn đề à, có nhất là một phần ba đã không ủng hộ cho quan điểm của ông tổng thống Joe Biden và đây là con số lớn bởi vì họ họ lo ngại về tình trạng chi phí quá cao và không có những cái, à, à, cái vấn đề gọi là liên quan chi chính trị về liên quan tới vấn đề khí hậu toàn cầu trong cái cuộc bầu cử minh bạch và chính quyền của ông ta đã chọn ưu tiên và trong vấn đề và về về à, gọi là lạm phát tức là và kể cả cuộc chiến của do thái và hamas ở giải gaza cái thái thổ is và kể cả vấn đề biên giới ở phía nam là những vấn đề gây tổn thương cho cho theo cuộc thăm dò của signal survey đưa ra trong đó điều quan cảm nhất là uh, một phần ba đảng dân chủ đã sử dụng cái chữ chính đáng này mà Homo, họ mô tả cho cái việc ủng hộ cho những người uh, palestine trong khi đó, gần một nửa người ta nói rằng đây là một cái hành động không có chính đáng và đây rõ ràng đảng Dân Chủ đang bị gọi là 80% phản đối về cái việc mà họ không có một cái chính sách rõ ràng và gần như là 80% ủng hộ cho việc phản đối những kẻ biểu tình trong các cái khuôn viên trường đại học và cảnh sát và phải gọi là chấm dứt cuộc cấm trại của họ. Và đây là cái bản thăm dò mới nhất và cho thấy rằng là ông Trump thì đã có mức tăng lên 5% trong khối cử tri người da đen. Quý vị, trong khối cử tri này thì Joe Biden người ta nói rằng là 34% trong cử tri người da đen từ 18 tới 24 tuổi đang bị tình trạng thiếu an toàn thực phẩm trong vòng một tháng qua và gấp 5 lần so với những cử tri của những người từ 55 tới 69 tuổi. Đại khái là có một số những cái con số họ đưa ra. Thì quý vị, cuộc thăm dò này cho thấy rằng là ông Trump đã đứng trên Joe Biden do đó ngay lập tức Joe Biden đã đồng ý là sẽ tranh luận với ông Trump và cuộc tranh luận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 27 tây tháng 6. quý vị báo cáo cho biết là cuộc tranh luận đầu tiên của ông Biden và ông Trump là sẽ được diễn ra vào ngày 27 tây tháng 6. trong đó thì ngay sau khi mà cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden và Harris đề nghị là sẽ có hai cuộc tranh luận giữa ông Joe Biden và ông Trump trước cuộc bầu cử tháng 11, cả hai đồng ý là sẽ chọn cái ngày đầu tiên. 27 tây tháng 6 và xác nhận đại truyền hình xác nhận họ sẽ là cái đại chiếu trong cái cuộc tranh luận đầu tiên năm 2024 vào lúc 9 giờ tối giờ miền đông tức là 6 giờ chiều giờ của California à, và diễn ra cái uh, tiểu bang uh, được xem là có một cái uh, bãi chiến trường là tiểu bang Georgia và trong sáng ngày thứ tư thì cho bên đã lên tiếng uh, và là chấp nhận cái cuộc tranh luận này và nói rằng là ông Trump thua ông ta trong cuộc tranh luận năm 2020. quý vị đây là cái tin tức mới nhất cho chúng ta thấy về cái cuộc tranh luận sắp sửa diễn ra và rất là sớm trước luôn cả cái đại hội của đảng cộng hòa trên toàn quốc và trước luôn cả cái cuộc đại hội của đảng dân chủ trên toàn quốc trên nguyên tắc thì quý vị cái quỹ ban tổ chức tranh luận tổng thống này họ phải tổ chức sau hai cái đại hội đảng bởi vì sau hai cái đại hội đảng thì chính thức hai ứng cử viên đó được chính thức đề cử thì lúc đó mới bắt đầu tổ chức cái đại hội à, của à, gọi là debate, tức là cái đại hội của à, cái à, cuộc tranh luận của tổng thống. Tuy nhiên năm nay nó lại bất ngờ là cuộc tranh luận đầu tiên này nó sẽ diễn ra vào à, trước cái cuộc đại hội đảng của Cộng hòa tháng 7 và dân chủ tháng 8. Và cuộc tranh luận thứ hai rớt vào tháng 9. Thì quý vị từ năm 20 trở về trước thì các cuộc tranh luận này sẽ diễn ra sau đại hội đảng của hai, hai của hai đảng. Thì thông thường nó diễn ra vào tháng 9 cho tới đầu tháng 11 sẽ có ba cuộc tranh luận. Thì quý vị đây là cái uh, quy tắc thông thường nhưng mà do cái tình trạng năm ngoái thì cái uh, quỹ ban uh, gọi là tổ chức bầu cử mà tổ chức tranh luận mà phi đảng phái này họ có vẻ như đã thiên vị cho nên nó đã bị mất đi cái quy thế. Bây giờ cả Joe Biden lẫn ông Trump đều không đồng ý cho cái quỹ ban này tổ chức thì cái vị họ sẽ tự sắp xếp với nhau không cần qua cái ủy ban này nữa đó là điều thứ nhất điều thứ hai là bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ hai cái vị Joe Biden tuyên bố là ông Trump đã thua ông ổng hai lần tranh luận thật sự ông Trump có thua hay không câu trả lời rất rõ ràng ông Trump không hề thua chính Joe Biden là kẻ thua và lần này thì sẽ lặp lại cái kịch bản cũ của hai lần trước theo tôi dự đoán quý vị để nói lại hai lần trước À, khi mà tranh luận thì cái người moderate tức là cái người điều khiển họ sẽ đọc một câu hỏi họ dành cho ông joe biden à, bao nhiêu phút trả lời và ông trump cũng bấy, bấy nhiêu phút trả lời đây là cái cách mà moderate tức là họ sẽ nêu ra tất cả các vấn đề liên quan tới cái chính sách quốc gia từ đối nội tới đối ngoại đối nội thì gồm những cái vấn đề như là kinh tế rồi à, đời sống của người dân rồi à, vấn đề di trú vấn đề tội ác và cái chính sách thúc đẩy kinh tế cũng như là cái chính sách thúc đẩy cái cái việc phát triển của xã hội như thế nào. Rồi đối ngoại thì sẽ đặt trọng tâm vào cái gì cái gì, tức là Nga, Trung Quốc hay là cái gì đó, rồi sẽ làm việc với đồng minh ra sao, tức là nó chia ra thì trong tất cả những câu hỏi được soạn ra sẵn cho mỗi một cái đề mục. Ví dụ như là vấn đề kinh tế. Thì quý vị các ông sẽ giải quyết vấn đề kinh tế như thế nào? Thì quý vị ông này trả lời ví dụ như được 5 phút trả lời thì ông kia cũng được 5 phút trả lời. Đại khái là cái người moderate tức là cái người điều khiển họ sẽ đưa ra những cái này để mà họ điều khiển. Thì à, quý vị trong năm 2020 thì Joe Biden thách ông Trump và ông Trump đồng ý. Ông Trump bị áp lực phải đồng ý cho Joe Biden lên tranh luận. Tại vì cái đó là quy tắc mà. Đúng không quý vị? Nhưng <laughs> vấn đề ở chỗ này là quý vị nếu mà quý vị coi lại cái quá trình mà tranh luận của năm 2020 Quý vị sẽ thấy là Joe bên gần như không trả lời. Gần như không có một cái bài bản nào về kinh tế hết. Và ông ta học thuộc lòng tất cả những cái cần thiết để mà trả lời câu hỏi. Tôi lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ một cách đơn giản. Bây giờ tôi nhắc lại thôi là bây giờ lúc năm 2020 thì lúc đó đại dịch bùng nổ. Thì quý vị, cho tới tháng 9, tháng 10 thì đại dịch giảm đi. Và tháng 11 chúng ta mới có vaccine. Thì lúc đó cái người moderate đã hỏi là với vấn đề đại dịch như vậy phục hồi kinh tế như thế nào phục hồi kinh tế như thế nào thì quý vị ông trump trình bày trước thì khi ông trump trình bày ông nói rằng bây giờ phải thúc đẩy sản xuất tại hoa kỳ ông nói ra một dọc tất cả những cái cần thiết để mà uh, phục hồi nền kinh tế hoa kỳ thì khi tới phiên joe biden tới phiên joe biden thì chúng ta nói người đàn ông này đã để cho đại dịch xảy ra Và người đàn ông này Đã để cho bao nhiêu triệu người chết Vì đại dịch bla bla bla, bla. Ông đưa ra một dọc, ông toàn chửi ông trong không Nhưng không hề trả lời một câu nào Liên quan tới cái cách của ông Làm cách nào phục hồi kinh tế sau đại dịch để Là bởi vì Ông đã học thuộc lòng cái bài chửi rồi Tại vì sao quý vị, ông bị Alzheimer <laughs> Cho nên Ông không có chú ý tới câu hỏi Ông chỉ chờ câu hỏi để ông đưa ra Cái câu chửi đó là hai cuộc tranh luận của năm 2020. Rất rõ ràng. Hai cuộc tranh luận năm 2020. Joe Biden chỉ trực chờ phía của moderate. Tức là cái người điều khiển đưa ra câu hỏi. Thì ông ta chỉ nhắm vào cái câu chửi để mà nói thôi. Học thuộc lòng những câu chửi thôi. Chứ không nói gì hết. Thì kỳ này cũng vậy. Tôi lấy ví dụ. <laughs> kỳ này cũng vậy. Kỳ này đó là ví dụ như là ông uh, moderate tôi chưa biết là ai sẽ đặt câu hỏi. ô Bây giờ tình trạng tội ác ở nước Mỹ tăng cao. Thì bây giờ hai ông có biện pháp nào giảm tình trạng à, gọi là à, tội ác xuống không? Thì quý vị, đương nhiên ông Trump đã có cái bài trình bày của ông trước đây là ông sẽ siết chặt vấn đề di trú. Ông sẽ tăng quyền cho cảnh sát và tăng ngân sách cho cảnh sát để mà trấn áp thành phần tội phạm đây là ông trump lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mấy năm qua quý vị đã thấy trên cái trang trui sô của ông rồi hoặc là một số những lời ông phỏng vấn thì ông cũng đã trả lời rất rõ ràng rồi nhưng mà joe biden thì sẽ không trả lời theo kiểu này bởi vì ông ta không có chú ý cái câu hỏi ông ta chỉ học thuộc câu trả lời thôi thì ông ta sẽ nói rằng ô oh, cái vấn đề này là quý vị còn nhớ không năm năm 17 chính Joe Biden đã tách rời gia đình của người ta ra, chia rẽ gia đình của những di dân bất hợp pháp ra, tống họ giam riêng biệt ra, rồi à, à, chính ông ta đã là đã à, để cho cái tình trạng của người da đen bị bức hại rất là nhiều. Trường hợp của George Floyd năm 2020 đó là cái trường hợp mà cho thấy rằng là Joe uh, Donald Trump là cái người kích động cái chủ nghĩa gọi là phân biệt chủng tộc giữa da trắng và da đen. Ông sẽ nói như vậy ông sẽ trả lời cái vấn đề tội ác ở trong các cộng đồng trên toàn quốc như vậy chứ ông không trả lời thẳng là cái giải pháp nào để mà trừ đi những cái thành phần tội ác này thì quý vị joe biden sẽ nói như vậy rồi bây giờ hỏi vấn đề kinh tế thì ông ta sẽ thuộc lòng tất cả những cái bản báo cáo của bộ lao động ông nói lúc mà tôi lên làm tổng thống lúc mà joe biden, à, lúc mà donald trump rời khỏi đó thì lúc đó là lạm phát cao lúc đó lạm phát cao và tất cả mọi thứ đều cao. Nhờ tôi lên làm tổng thống cho nên bây giờ đó mức thất nghiệp thấp nhất 50 phần 50 gọi là thấp nhất trong 50 năm qua và lạm phát bây giờ tôi đẩy nó xuống còn có 3 chấm mấy 4 chấm thôi. Quý vị, Joe Biden sẽ nói như vậy. Và ông giữa ông ta sẽ dựa trên những cái bài học thuộc lòng từ cái bản báo cáo của Bộ Lao động. Rồi ông ta đã kích ông trầm là uh, có lợi cho Nga, có lợi cho Trung Quốc đại khái như vậy và làm cho kinh tế hoa kỳ bị thiệt hại và ông ta khoe khoang là ông ta đã mang việc làm tại nước mỹ ông ta đã ký cái đạo luật về à, gọi là kích thích kinh tế của cái ngành semiconductor đại khái ông ta sẽ đem những vấn đề này ra đúng không quý vị trong khi bây giờ câu hỏi là làm cách nào quý vị có thể thúc đẩy kinh tế giảm đi tất cả những cái chi phí cao ông ta không trả lời ông trump khác ông trump đã giải thích trên cái tờ báo times magazine điều đầu tiên là cái nguồn gốc của lạm phát là do vấn đề năng lượng do đó ngày đầu tiên tôi xin phép được đọc tài là tôi sẽ ký cho khai thác lại tất cả năng lượng ở hoa kỳ để giảm giá năng lượng bởi vì khi năng lượng giảm thì tất cả mọi thứ đều giảm xuống từ vận chuyển cũng giảm thực phẩm cũng giảm các chi phí đời sống trong hàng ngày cũng giảm giá vận chuyển chi phí của uh, xe vận chuyển cũng giảm đi tại vì năng lượng có dồi dào thì ông trump ông đã đưa ra một cái bài toán để giải quyết tình trạng kinh tế thứ nhất là giảm đi cái tình trạng chi phí quá cao trong đời sống và thứ hai ông thúc đẩy kinh tế với cái chủ trương là american first ông buộc tất cả phải sản xuất tại hoa kỳ và ông sẽ đánh thuế tất cả những mặt hàng nhập cảng vào hoa kỳ thật cao để mà bảo vệ cho cái việc làm của người dân ở hoa kỳ và bảo vệ cho sự tiêu thụ hàng tiêu thụ hàng hóa do hoa kỳ sản xuất tức là những cái hàng hóa nào do hoa kỳ sản xuất thì giá sẽ rẻ hơn mặc dù rằng phải chịu đựng tất cả những cái khó khăn của nghiệp đoàn nhưng mà hàng ngoại mà nhập cảng vô ví dụ tôi lấy một cái đồng hồ một cái đồng hồ của Mỹ sản xuất thì quý vị giá tôi lấy trung bình là 100 đô la đi thì giá của Trung Quốc hay là của Âu Châu vô Mỹ chỉ có hai ba đô la thôi thì làm sao đồng hồ của Mỹ cạnh tranh nổi đây thì do đó ông Trump sẽ đánh thuế lên cho cái mức giá của đồng hồ đó phải lên 120, 130 để nó mắc hơn đồng hồ của Hoa Kỳ thì cuối cùng người dân sẽ chọn món mua món đồ của Hoa Kỳ rẻ hơn. Còn ai muốn chua mua đồ ngoại nhập thì đáng chịu chịu cái giá cao. Đó là cách của ông Trump. Ông đã giải thích trên tuần báo Tham. Tức là ông làm cho mọi thứ giảm xuống chứ không phải là tăng lương. Cho Ben O, tôi sẽ tăng lương cho công nhân. Ông ta đã, đã 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 thỏa mãn với nghiệp đoàn mà các nghiệp đoàn công nhân mà. <laughs> thì giống như tôi nói, ông Trump sẽ không làm vậy. Ông nói bây giờ anh tăng lương anh tăng lương nhưng mà rồi thì những công ty nó có bị thiệt hại không không người thiệt hại là dân chúng hoa kỳ lý do khi mà tăng lương lên thì coi như là các công ty nó sẽ cắt giảm người thay vì nó muốn 10 người bây giờ nó mướn 5 người thôi tại vì bị tăng lương cao quá nó phải trả cao quá mà thứ hai mặt hàng sản phẩm công ty đó tăng giá luôn điển hình là california quý vị thấy là nó chỉ có 500.000 người làm trong ngành fast food thôi nó bắt tăng lương 20 đô, đô la cho một giờ. Ngay lập tức quý vị, lệnh đó vừa có hiệu lực thì từ McDonald's, Carl Jr. cho tới In and Out, rồi Burger King thi nhau sa thải người. Thi nhau sa thải người, chưa kịp được tăng lương bị sa thải rồi. Đó là thứ nhất. Thứ hai, họ tăng tiền thực phẩm lên. Thay vì một cái hamburger lúc trước 3 đồng, bây giờ lên 5 đồng. Ai trả? Người đi ăn trả chỉ vì 500.000 nhân viên của cái ngành gọi là fast food mà bắt mấy chục triệu người của California phải chịu đựng cái giá cao hơn. Mua hamburger là phải mua giá cao hơn. Thì cái này nó đâu có được. Cái mục đích của ông Trump là gì? Đánh tất cả mọi thứ xuống. Chứ không phải tăng lương cho người dân hay là cho công nhân mà đánh tất cả mọi thứ xuống rẻ, tức là phải cho hàng hóa Hoa Kỳ thật nhiều. Đầy đủ nhiều dư giả để mà nó giảm giá thì cái vị đó là cái cách của một người làm kinh tế còn cho bên thì cứ sẽ đổ thừa là Ê, tôi đã làm cho thất nghiệp xuống 50 năm, thấp nhất 50 năm lạm phát giảm xuống này nọ nhưng mà cái vị lúc ông Trump giao cái quyền tổng thống lại cho Joe Biden lúc đó mức lạm phát là 1.47 giá xăng trung bình là hai mỹ kim hơn hai mỹ kim một chút trên toàn quốc. Joe Biden mới lên có mấy tháng thôi là giá xăng trung bình đã lên gần 3 Mỹ Kim rồi. Cho tới khi Nga tấn công Ukraine nó lên tới 4-5 Mỹ Kim một galon uh, gallon xăng và lạm phát tăng lên tới 9%, 9.1% luôn. Bây giờ và lúc ông chăm giao cái quyền tổng thống lại cho Joe Biden thì lúc đó phân lời gần như là zero. Và những người mà mua nhà với phân lời đậu từ 2 chấm mấy tới 3 chấm mấy thôi cho cái phân lời cho một món nợ nợ 30 năm cho một căn nhà. Thì bây giờ quý vị nhìn thấy đi, phân lời lên 7 chấm mấy 8 chấm. Giá nhà thì tăng lên đột ngột. Bây giờ California bị crash như vậy đó quý vị, mà giá nhà có giảm không? Trừ của San Francisco thôi. Và một phần ở San Jose thôi. Còn dưới Nam Cali này có giảm không? Hay là nó cũng vẫn tăng? Phân lời tăng giá nhà tăng luôn, ai chịu nổi? Thì quý vị, đây là những cái mà tôi nói với quý vị là Joe Biden sẽ không thấy rõ. Ông ta nói, ô, oh, cái chương trình sản xuất xe điện sẽ mang lại cả trăm ngàn việc làm và sẽ thúc đẩy kinh tế. Quý vị nhìn thực tế đi. Tất cả các công ty xe điện, từ Tesla ra, công ty nào lại? Mà ông ta nói rằng là kinh tế xanh của ông ta sẽ mang lại giá trị kinh tế cao. Bây giờ dân Mỹ trả 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 tiền điện gần chết đây nè. Tăng gấp 2 gấp 3 lần nè. Ông ta sẽ đổ thừa và ông ta chỉ chửi thôi. Ông ta rồi cái cuối cùng là gì? Ông ta sẽ đổ thừa trăm mà lên là sẽ nguy hiểm cho nền dân chủ, đe dọa tới nền dân chủ, trăm sẽ là một kẻ độc tài, trăm sẽ là một kẻ phát xích. Ông ta chỉ chửi vậy thôi. Chứ ông ta đâu có nói được cái chính sách rõ ràng giống như ông Trump nói. Thì quý vị, nếu cuộc tranh luận diễn ra ngày 27 tháng 6, thì Joe Biden sẽ chơi kiểu này, học thuộc lòng những câu chửi, y trang như năm 2020. Chứ không có giải thích về cái chính sách kinh tế. Rồi quý vị, hỏi tới chính sách đối ngoại, thì ông ta nói rằng là ông ta đã hỗ trợ cho Ukraine, đứng dân chúng Hoa Kỳ đứng bên cạnh Ukraine, và Hoa Kỳ vẫn hỗ trợ cho Do Thái, và hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine. Nhưng mà quý vị, under Donald Trump watch, tức là trong cái giai đoạn ông Trump cầm quyền, Nga có dám tấn công Ukraine không? Nhưng mà Joe Biden sẽ đổ thừa, Trump là đồng minh của Putin. Ông sẽ chụp mũ lên là ông, ông Trump thân với Putin đó. Nhưng mà cuối cùng trong 4 năm của ông Trump, Putin có dám tấn công vào Ukraine không? Nhưng mà dưới thời của Joe Biden thì quý vị đã thấy rồi đó. Nhưng mà Joe Biden vẫn chụp mũ, cho ông Trump là thân với Putin. Chưa hết, ông ta sẽ khoe khoang là ông ta cứng rắn hơn với Trung Quốc so với ông Trump. Quý vị, ông Trump trong 2 năm liên tục áp thuế với Trung Quốc. Bây giờ cho bên còn có mấy tháng nữa mới bắt đầu cầm quyền 4 năm rồi. Bây giờ còn mấy tháng nữa mới áp thuế với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Trump 2018, 2019, 2020, ông vánh thuế Trung Quốc má nhận không ra luôn. Thì quý vị, chính sách đối ngoại rất rõ ràng. Ông ta nói rằng ông ta bán vũ khí cho Đài Loan nhiều hơn. Ông ta ủng hộ cho phía của, à, gọi là cứng rắn với Trung Quốc nhiều hơn. Nhưng quý vị, nhìn ngược lại đi. Ông Trump là người thúc đẩy cái việc cứng rắn với Trung Quốc. Còn 8 năm Joe Biden làm Phó Tổng thống, có một lời nào dám đụng đến Trung Quốc không? Cho tới khi mà ông Trump lên thúc đẩy cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc rồi, Joe Biden chỉ là cái ăn theo cái chính sách của ông Trump thôi. Chứ không phải là Joe Biden tự tự mình đứng ra chống Trung Quốc hay là cứng rắn với Trung Quốc mà đi theo cái chính sách ông Trump đã có sẵn. Còn 8 năm làm phó tổng thống ông ta chả làm gì cả. Do đó quý vị, cuộc tranh luận này nó sẽ giống như năm 2020. Joe Biden sẽ học thuộc những con số của bộ lao động, những con số của thị trường chứng khoán, những con số của bộ tài chính. Để nói như con vẹt thôi Rồi cái phần còn lại là cứ hỏi câu hỏi nào ra Là dùng cái câu hỏi đó chửi ông Trump thôi Chứ không đưa ra cái chiến lược Cho quốc gia Không đưa ra những cái bài toán Những cái gì mà quốc gia đang đối diện Và cách giải quyết Ngược lại tôi tin ông Trump Là bởi vì ông giải thích rất rõ ràng Ông giải thích rất rõ ràng Tôi còn nhớ năm 2020 Lúc đó khi mà cái ý định đòi tăng lương cho bên nói là Tăng lương tăng lương ông Trump nói nổ. No tăng lương tùy theo tiểu bang. Lúc đó có quý còn nhớ là đòi 15 Mỹ Kim một giờ. Ông Trump nói nếu như mà ở California hay New York 15 Mỹ Kim có đủ sống không? Không. Tăng 15 Mỹ Kim đâu có đủ sống đâu. Nhưng mà ngược lại ở những tiểu bang khác 15 Mỹ Kim quá cao. Do đó tăng lương tùy theo tiểu bang. Tùy theo nền kinh tế của mỗi tiểu bang. Tùy theo nhu cầu của mỗi tiểu bang. Chứ không thể nào mà tăng lương đồng loạt như vậy có thể quấn ấn định cái lương tối thiểu thấp nhất cho từng tiểu ba Nhưng mà không thể bắt buộc là phải tăng lên một cái như vậy. Bởi vì ở New York quý vị làm 15 Mỹ kia mà quý vị sống nổi không? Trong khi đó Joe Biden là cứ cắm đầu đòi tăng lương Để lấy cảm tình của đám dân chúng và đám nghiệp đoàn thôi. Nhưng quý vị giống như tôi nói tăng lương là cái hậu quả của nó khủng khiếp lắm. Tại vì tất cả mọi thứ đều tăng. Đó quý vị. Do đó <laughs> tôi dự đoán nếu 27 tây tháng 6 cuộc tranh luận diễn ra lần đầu tiên thì Joe Biden sẽ giống như bài bản của năm 2020 học thuộc những câu chửi học thuộc những con số thôi ông ta sẽ không đưa ra một giải pháp nào cho từng vấn đề đây là cái cách tranh luận của Joe Biden nhưng mà 4 năm này dân Mỹ nhìn thấy rõ lắm họ cần cái giải pháp chứ không phải cần cái là chỉ trích họ cần cái giải pháp giải quyết những vấn nạn trước mắt của họ chứ không phải là những lời chỉ trích. Đó là dân Mỹ muốn. Và quý vị, chúng ta chờ xem coi tôi đoán có đúng hay không là 2024 thì cái cuộc tranh luận đầu tiên này nó diễn ra như thế nào. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.